So ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì update mới đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ có những khẩu súng mới. Và Ska Bạch Hổ lên thớt, một khẩu súng mà mình khá là thích cho nên là mình sẽ quay luôn anh em ơi. Cái vòng này thì mình đang quay dở rồi cho nên là nó cũng không tốn mấy đâu. Rồi, chúng ta sẽ còn đâu đó khoảng 26 lần nữa sẽ lấy được Ska Bạch Hổ. Đấy, nói chung là vòng này tính ra cũng hay anh em ạ. Ừ, nó cứ cho xúc sắc xong nó thì chúng ta cứ quay tích dần tích dần tích dần. Còn nếu mà mua thẳng thì chắc khoảng 20.000 kim cương sẽ mua được 100 viên xúc sắc khoảng khoảng đấy anh em ạ. Rồi, nhưng mà phải có vé giảm giá cơ thì mới khoảng 20.000. Mình sẽ quay ở sau lác thế nhở, hôm nay là sau lác thế nhở, sẽ quay luôn xem mà bán khẩu này nó có ra gì không. Update mới thì có khá nhiều những cái sự kiện hay ho anh em ạ. Sung mới rồi, tua nhanh tua nhanh tua nhanh tua nhanh hết rồi anh em ơi. Trời ơi, còn 10 13 à 17 17 phát nữa thì ít nhất là phải mua 20 lần anh em ạ. Ấy chà chà, đâu rồi xúc xắc của chúng tôi, đâu rồi? Đây, ở trong cửa hàng này nó bán cả chìa khóa ngày anh em ơi. Chìa khóa ngày thì sẽ mua với giá là 1.500 kim cương trên một chìa khóa. Và chìa khóa này có hạn nha, anh em mà không dùng là nó sẽ mất, chứ không như cái chìa khóa mà nó tặng đâu. Chìa khóa mà nó tặng thì là chìa khóa vĩnh viễn rồi. Rồi, mua 10 luôn. Mua 1 này liệu có được không ta? Mua, ôi ôi, mua 1 này không không được giảm giá anh em ơi. Thôi mình sẽ mua 10 tiếp đi. Mua 10 sẽ được giảm giá đâu đó 350 nha bạn, ngon vãi đái. Thế nó rơi khoảng 20-21k là được 100 viên anh em ạ. Còn anh em nào mà thích tiết kiệm hơn nữa thì vào cái app xe hàng mua cái hộp quà xúc xắc ấy thì nó sẽ có tỷ lệ rớt được nhiều chìa khóa hơn anh em ơi. Nhưng mà mình thì mình lười cho nên là thôi, mua trực tiếp cho nhanh. Rồi, bú 10 nào. Rồi, bú 10. Úi rồi, úi rồi, úi giời, toàn cái gì không nhỉ. Rồi còn 4 lượt nữa thôi. Đã quay lẻ đi anh em ơi. Quay lẻ đợi bao giờ nó ra hòm ngon thì mình sẽ quay tiếp. Đấy, tự gọi là tích tích xúc sắc anh em ạ. Rồi còn phát nữa là được khẩu AK kìa. Nó được khẩu AK nữa. Và phát này nữa thì sẽ được khẩu Ska Bạch Hổ. Đấy, chà chà. Vào việc dạo này đang ốm anh em ơi, giọng nó hơi khè khè anh em thông cảm. Ốm vãi đai ốm anh em ạ, khổ thế chứ lại. Rồi, ngon ngày ngon ngày. Rồi có những cái gì ngon bổ rẻ nhất thì em sẽ lên để phục vụ anh em. Rồi mở hết mấy cái râu ria này đi. Mở hết xong là bán đi anh em ơi. Anh em hồ kiếm khẩu A12F5 ở đâu thì đấy, nó ở trong cái hòm vừa rồi đấy. Đây là cái set băng, cái set này thì vừa vặn thôi. Set vô công này. Ông nào mời đây? Tôi mời cái gì giờ này? Đây, kiếm Barret thì nó ở trong hòm này. Tất cả đều quay trong vòng xúc sắc anh em ạ. Rồi, mấy cái này thì bán đi thôi chứ để làm cái gì. Bán đi thôi. Quá nhiều, ôi trời ơi, xin người, khổ quá cơ. Nhớ hiểu có gì, vào là cứ mời thôi. Mà mình có chơi mấy cái thanh niên đâu, khổ thế chứ lại. Chắc là bạn bè cũ sao anh em ạ. Rồi, bán hết vợ cái này đi rồi mình sẽ vào, mình sẽ mở Ska Bạch Hổ cho anh em xem. Đấy. Có Ska là chắc chắn có video Ska rồi. Phẹt ngay. Rồi. Hôm nay còn mở nhận được cái hòm đéo gì này. Mấy cái đồ cổ ngày xưa anh em ạ, đồ VIP bạc, VIP fake. Cho nhận hết, mở hết. Chỉ gì kia dương dương quà mình ở trong kho đồ nhiều lắm. Lúc nào rảnh mở hết xem là được bao nhiêu kim cương các bạn. Nhiều vãi cứt. Rồi. Đâu rồi, đây, giờ đến là mở khẩu này đi. Chọn M14 hay là chọn AK? Chọn AK đi, M14 bắn chán vào mẹ được. Rồi, bú luôn cây AK, quá ngon anh em ơi. Được chưa? Đó. Rồi trước mấy anh em cứ bỏ làm khẩu này nhưng có đéo đâu, giờ mới có này. Rồi mình sẽ chọn Ska nha. Đấy, phải đúng cái khẩu mình thích cơ. Nghe bảo thì cái khẩu này thiên về AI nhiều hơn, nhưng mình thấy bắn C4 bọn nó cũng bắn được mà. Ở trên PC bắn bá mà, nhưng mà không biết là mobile như nào thôi. Hy vọng là nó cũng không phê lắm.
ấy hy sinh mất 4.000 kim cương của mình đấy anh em ạ, đừng có đùa, 4.000 đấy, xót hết cả ruột rồi. Đấy Ska đấy, Ska liệu ai à, nghe tiếng đầm nhây đúng, Ska nghe tiếng đầm đấy. Hôm nay thì có tí sai lần nữa hay sao á, nghe nó bạch 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 được đấy, phải thế chứ. Rồi ngon luôn. Ấy xa, ấy xa, nhìn hiệu ứng chất đấy chứ anh em, nhiều hữu chất chứ, màu mè đẹp, màu bạc phối màu vàng, sao đúng kiểu nắp gôn anh em ạ. Nhìn xa tưởng nắp gôn, nhìn gần mới biết là anh Ska Bạch Hổ. Rồi xem còn cái gì nghịch nữa không anh em nhỉ. Lắp ba lô, lắp ba lô, lắp ba lô, rồi lắp ba lô thôi. Ska Bạch Hổ, Ska Bạch Hổ đâu ấy nhỉ. Đây rồi, đấy chưa, nhìn lắp thêm cái khẩu súng này vào, nhìn cảm giác nó rực rỡ kho đồ hoạt anh em ơi. Cái này mà đi theo gọi là lục Noble Gold với cận chiến Noble Gold nữa thì như cái này, và đeo cho nó cái đồ trang trí cái cho nó chất anh em ạ. Xem có gì không nào. À đây, viên đạn là hợp lý ấy nhờ, lắp viên đạn là hợp lý nhờ, nhưng mà phải tháo từ cây K98 ra. À đồ thôi, hy sinh thôi anh em, hy sinh vì nghệ thuật. Khẩu K98 gọi là hết giá trị lợi dụng. Rồi đấy, đẹp trai ngay, đẹp trai ngay anh em. Hôm nay mà có âm thanh nữa ngon, mình không có âm thanh nhau ạ, phải có âm thanh nữa thì nó sẽ bố đời hơn. Ấy ấy ấy, được ấy nhở, được ấy. Nhưng mà cái tướng cầm khẩu Ska này không được chất cho lắm, nhìn trông cầm như kiểu cầm mấy khẩu shotgun ấy, mẹ chán thật. Rồi và đây là cái sự kiện ấy này, sự kiện mà anh em cứ từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 9 mà anh em cứ bắn danh thì sẽ được mở hòm anh em ạ. Cứ bắn danh là sẽ được mở hòm, sẽ có tỷ lệ ngẫu nhiên nhận được 81 Royal Dragon vĩnh viễn đấy. Nhưng mà khó lắm anh em ơi, khó lắm, được mảnh hoặc là được vĩnh viễn luôn. Mà khó hốc lắm anh em, khó hốc lắm. Rồi chúng ta sẽ lướt qua một số sự kiện. Đây là một trong những sự kiện mà update đó, khá nhiều đồ anh em ơi. Hòm hùng rồi xúc sắc súng sủng ai chà, nhìn cũng được chứ. Ở trong này có khẩu 9A91 này, không biết nó có phải VIP không, nhưng mà nhìn cũng hầm hố đấy anh em ạ, nhìn cũng hầm hố đấy. 9A91 là mình cũng thích đấy anh em ạ. Rồi trong cái sự kiện này có hai viên xúc sắc nha, cũng ngon. Rồi, cứ bắn C4 rồi gọi là chung, nói chung là chơi game như bình thường, nó sẽ nhận được những cái mốc kia để anh em mình bấm làm nhiệm vụ thôi, khá là dễ anh em ạ. Còn cái sự kiện này là sự kiện kiểu như là đăng nhập sẽ nhận được ấy, có sự trở lại của khẩu M41 Primbit kìa. Đó, những khẩu mà lần trước anh em bỏ lỡ thì lần này anh em có cơ hội để nhận lại nó, được chưa ạ? Anh em có hỏi kiếm M41 Primbit ở đâu, đây. Đấy, cái sự kiện này mấy nữa là sẽ ra, chắc phải khoảng tháng 8 anh em ạ, cuối tháng này hoặc đầu tháng sau. Sự kiện chìa khóa cũng như là kim cương này thì giờ tháng nào cũng có rồi, mỗi tháng 3 chìa khóa và 1.000 kim cương, tương ứng với 4 tuần, quá ngon anh em ạ. Giờ nói chung là CFM mà quá ưu đãi, nhiều anh em hỏi cứ bao giờ CFM lò ra, xin lỗi anh em chắc là đéo bao giờ ra đâu. Cứ cái đà CM nó tặng đồ như thế này thì có ra thì chẳng chả ai chơi. Đấy là anh em nói thế thôi, chứ còn mình nếu mà ra thì mình vẫn chơi song song đấy, kiếm thêm fan, tội gì anh em. Bọn không ra thì thôi, không ra mình cứ chơi CM thôi. 4 năm nay, từ năm 2020 đã sập bây giờ thì mình không chơi CL thì cũng có chết đéo đâu anh em. Vẫn sống ác anh em, vẫn sống khỏe. Tất nhiên là nếu về Việt Nam thì chúng ta sẽ có ngôn ngữ cũng như là nhiều cái hay ho hơn, nhiều bạn bè hơn. Đấy. Bên này nó rào cản ngôn ngữ, nhưng mà anh em có thể dùng Google dịch mà. Như lúc đấy ấy, sự kiện lúc đấy mình cũng dùng Google dịch mà, mình có biết tiếng Trung Quốc mẹ đâu. Chả biết một cái mẹ gì vẫn chơi được game. Đấy. Anh em cứ tải Google dịch về, cái nào không biết chụp ảnh lại, vào dịch, scan cái ảnh ra, dịch là biết, thế thôi. Nhẹ nhàng, tình cảm, không có gì phải đau to búa lớn cả anh em ạ. Rất dễ,
rất dễ dàng. Rồi, dưới này toàn sự kiện linh tinh. Ôi dồi ôi, thôi anh em ơi. Rồi, có khi là chúng ta sẽ làm tí anh em nhỉ. Rồi, ok. Đây, làm tí luôn anh em. Làm tí Ska Bạch Hổ bắn đấu đội danh luôn. Lưu ý là anh em phải bắn danh thì sẽ thì mới nhận được cái hòm để mở 81 Royal Dragon nha. Mỗi trận thì hên xui chúng ta sẽ được vài hòm. Mỗi trận được khoảng 2 hòm anh em ạ. Rồi rồi, mấy đâu. Ô, nó chạy nào. Nghe tiếng đầm phết mà bắn. Kiên mắc đẹp ấy nhờ. Kiên mắc giống kiểu Fury Bisset. Rồi sao ơi. Đấm sọ luôn. Và test tí thôi. Còn khi nào mà làm cả clip thì mình sẽ vác vào C4 nhưng bắn đô đội này nó không xi nhẹ. Ôi giời ơi, cái gì đây? Bắn 90 kìa. Chán thế nhở. Ôi giời ơi, thằng Sleep. Được đấy. Ấy, được một hòm đấy, vừa được một hòm đấy anh em. Vừa được một hòm đấy, vừa cộng một hòm đấy. Nhà nó hiện lên cái chữ cam cam kia kìa. Nhận được một hòm đấy. Cuối trận nó sẽ tự mở anh em ơi. Rồi. Trước mặt có này. Chơi này. Chơi mẹ đây, một thằng. Đấy, nào, ôi hai hòm rồi đấy. Không ngon nhỉ. Ngon đấy, hai hòm rồi anh em ơi. Ngọt vãi cút. Rồi đợi nó. Chơi đi, chơi đi. Nào, ô ô ô, nó con ngon, nó con ngon. Ghê. Ghê, đồ rồi, chạy đâu. Mày, mày, mày làm sao, mày làm sao. Công nhận là cái kiến mắc của nó giống hệt Fury Bisset anh em ơi. Giống vãi cút ra. À, ghê. Chơi đi, nào, chơi đi. Ui giời, hai thằng luôn. Được dày. Đấy, lại bắn lanh quanh mẹ, được hai hòm ạ. Ai da. Có vẻ ngon, có vẻ ngậy. Rồi. Ok, gì đấy, lại sọ này. Nó đùa chết đen, nó vừa vừa chứ, một vừa hai phải chứ. Một vừa hai phải chứ. Bắn đấu đội thì nên là táp trước anh em ơi. Nên táp trước thì sẽ có lợi thế hơn. Chứ không bắn trước là ngu người đấy. Hồi này có vẻ sấy cũng khá là đầm đấy. Chơi đi. Chơi đi. Bắn cao cao tí là đấm sọ luôn. Hồi này là... Úi giời ơi. Hồi này là one shot one kill đấy. Bắn viên đầu 102 dòng Ska mà. Nó không như mà 4 đâu. Rồi chơi đi. Chơi đi. À ghê. Đánh đá. Đánh đá. Đánh đá. Yếu mẹ rồi. Đứng đây chờ lên ra ủi thôi anh em. Nào. Chúng mình ngon chúng mình ra đây. Úi giời ơi. Vãi cả cút. Khá quá nhỉ. Khá. Ui ôi, nó hơn. Nó hơn kêu mẹ rồi. Nó hơn kêu. Nó úi sổ là 4 luôn. Được chưa, được chưa. Trận này mà bắn không. Rồi chết rồi. Trận này mà bắn không cần tận kéo thua chứ. Mấy thằng này bắn kiểu đéo gì. Đã bắn 14 kêu rồi. Phải thật. Rồi. Bắn chắc, bắn chắc, bắn chắc. Kìa, móc nó, móc nó. Đúng rồi, thằng này móc rồi. Hay luôn. Hay luôn. Lật kèo rồi. À, nãy nó không quả úp sọt. Không được quả úp. Không được quả úp sọt nãy thì khả năng là cút rồi anh em ạ. Còn này thay đạn nhìn đẹp vãi. Rồi chơi. Chơi đi. Đấy là đục thùng ngon chứ. Ui giời, nó vỡ đầu rồi. Chỉ 48 kìa. Ái chà. Được nha. Được nha. Được nha. Nào rìa. Úi mẹ thấy cũng rìa kìa. Không rìa chúng tôi. Còn 5 kiểu thôi. Ngon luôn. Ngon luôn. Quên rồi. Quên rồi. 4 kiểu nữa. Chơi đấy. Chơi. Ôi trời ơi, bóc qua tận nhà rồi. Trong có đấy, trong có đấy. Ôi trời ơi, táp trước đi. Rồi. À. À, con lợn này, con lợn này. Mày tê chứ lại. Win anh em ạ. Được 20 kêu. Cũng ngon. Chủ yếu là vào bắn cái này để kiếm cái hòm để mở cho anh em xem tham khảo thôi. Cũng được, cũng được. Không nên nổi. Rồi. Xem nào, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đâu hòm đâu, hòm đâu. Mới nó cho bao lô hay là nó mở luôn nhỉ. À đây, nó mở luôn đấy. Ngon, hai hòm. 50 kim cương và mõm. Ngon luôn. Ây, ui giời ui. Nhẹ tí nữa là được 81 rồi. Hơi khoai anh em ạ, hơi khoai đấy, không ngon đâu.